Lâu lắm rồi mới quay cái bờ rào huyền thoại các bạn này. Cái đỗ nhà mình nó chùm ra ngoài á, nên đâm ra ngày hôm qua mới đem đi dọn được. Dọn phá đi các bạn ạ. Đấy. Hôm nay giới thiệu bạn cái con công tắc điều khiển từ xa các bạn nhé. Sử dụng sóng RF. RF. Đó. Con test 199.000. Hornet 22V này. Mua bên shop linh kiện DIY. Đấy. Ok. Thì đây, nó như này các bạn ạ, một cái tay điều khiển này. On này, off này. Đó. Và một cái chạm. Cái này chỉ có một kênh thôi. 199.000 các bạn ạ. Nhiều khả năng là mình đoán nó sử dụng cái con PD2272 họ nhà 2272 các bạn. Bởi vì thông thường các cái đây này có cái anten này nó sẽ sử dụng cái sóng RF chứ không phải wifi, tức là nhà chúng ta không cần phải mạng. Đó. Để mình sẽ kiểm tra xem cái này được bao nhiêu mét thôi. Tí mình sẽ kiểm tra xem cái này được bao nhiêu mét thôi. Chứ còn nhìn thấy cái anten này, thứ nhất là cái anten này. Đấy. Tí mình sẽ đo cho các bạn cái anten này nó sẽ dài là 23 cm. 23 cm các bạn nhá. Tí mình sẽ đo các bạn xem. Rồi nói làm luôn, các bạn chờ một tí. Đây các bạn đây, mình sẽ đo cho các bạn xem. Đấy. Đây nha, đo từ đây nhá. Lấy thước này đo cho chính xác này. Đến đây là, các bạn thấy chưa? Đến đây là 22,5 cm này các bạn này. Đó, nhưng mà nếu kéo cái này cho nó đủ giãn ra thì kiểu gì cũng là 23 cm. Chính xác 23 cm luôn. Mình biết thừa luôn các bạn ạ. Đó, đây các bạn này. 23 cm này. Các bạn thấy chưa? Bởi vì tại sao? Cái này mình biết thừa. Cái này nếu mà nó sử dụng cái sóng RF 315MHz ấy. Đây, 315MHz đây. Thấy chưa? Thì cái độ dài tối ưu nhất của cái anten này thì nó là 23 cm. Để vừa rồi mình vuốt cái ấy nó còn trượt cả ra ngoài, cái vỏ dây điện ấy. Thì cái độ dài tiêu chuẩn của nó là 23 cm các bạn nhé. Thì tại cái ngưỡng 23 cm đấy thì nó bắt sóng xa nhất và tốt nhất. Đó. Ngày trước mình tìm hiểu cái này rồi, mình cũng mấy lần chế cái này rồi nên mình biết thừa. Đấy, các bạn thấy chưa? Con này nó sẽ chịu được cái dòng bao nhiêu đây? 30A cơ à? Akma nhỉ? Con này chơi hẳn 30A cơ, xem nào. Bên ngoài nó sẽ in bao nhiêu ampere? À, 30A đây, chứng tỏ nhà sản xuất này cũng có tâm phết. Đó. Muốn biết chính xác là nó chịu được dòng tải bao nhiêu ampere phải xem bên trong này. Thấy chưa? Nguồn hạ áp này, trực tiếp này, IC cạo số rồi. Đây, biết ngay là nó sử dụng con PT2272 L4 này. L4 con nhá. Với một cái module này. Ngoài, cái này có module ngoài. Thì cái tức là cả cái con PT2272 này với cái module này á, nó cộng lại thì nó bằng một cái module 2272 L4 ở bên ngoài mình mua 35.000 các bạn ạ. Thì cái 2272 này nó có nhiều loại các bạn nhá. Loại T4, loại M4 và loại M4, loại M4 và loại L4. Thì chức năng của cái con nào thì từng loại như nào thì mình quên rồi, nhưng mà các bạn có thể tìm lại trên kênh bán linh kiện.vn. Đấy. Ok. Cái đằng sau này nó là cái chỗ mã hóa này các bạn ạ. Thì cái mã hóa là sao? Thì tí mình sẽ giải thích cho bạn xem. Bây giờ mạch nhìn chất lượng phết. Kể ra 199.000 con này thì cũng ok đấy. Đó. Con này liên kết mua mình để trong phần mô tả nhé. Cái này mà ai làm vườn đấy các bạn ạ. Kiểu làm vườn sợ trong miền trong á, làm vườn các thứ ở ngoài vườn nó không có mạng wifi thì wifi các bạn đã sử dụng cái bộ này là ok này. Đấy. Thì cái remote nó sử dụng pin 12V các bạn nhá, bé tí này thôi nhưng 12V. Chuẩn là chuẩn 23A chứ không phải 23A nhá. 23A. Đó. Đây là cái remote. Cho bạn xem. Cái con remote này thì nó sử dụng con chip là khả năng là con 2262. Ôi giời. 2264 các bạn ạ. Nhầm. Cái này một kênh. Đây. Đây cũng là cái phần mã hóa các bạn này. Đấy. Thấy chưa? Thì ở cái phần mã hóa mình giải thích sơ qua các bạn hiểu nhá. Đây. Ở trên đây á nó sẽ có các cái đường như này.
ở đây là cái đường giữa này, cái đường hàng ở giữa này thì vào IC này, phải là mã hóa rõ ràng rồi. Còn cái đường trên này thì nó là đường mát đây. À đây, quay như này chứ. Đây này, cái đường bên trên này nó là đường tích cực mức cao, tức là đường dương 5V. Ở bên dưới này nó là đường mát, thì đường 0V. Bên này cũng thế. Bên này cũng vậy các bạn nhé. Đây, quay như này này. Đây đường 5V, đây đường 0V. Thì hiện tại ở đây nó có 8 bit để mã hóa này, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 bit để mã hóa nhá. Thì cái bit nào mà các bạn cho lên dương nguồn và bit nào các bạn cho lên tích cực mức cao và bit nào các bạn cho lên xuống xuống tích cực mức thấp giống nhau á, thì hai cái thiết bị TX RX này thì nó được mã hóa với nhau. Đó, nếu như các bạn bỏ hết ra nhá. Nếu như các bạn bỏ ra, các bạn không mã hóa nữa, và thì các bạn có thể là điều khiển được tất cả những cái thiết bị nào mà nó cùng một lúc á, điều khiển cùng một lúc á, là điều khiển được tất cả các thiết bị nào mà nó không mã hóa đó. Còn nếu như các bạn mã hóa thì cứ các thiết bị nào mà các bạn mã hóa giống nhau như vậy á, thì nó có thể điều khiển được. Đấy, ví dụ như các bạn mình mua thêm một cái nữa về thì cái điều khiển này nó không thể điều khiển được, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình tháo cái cục thu này, xong mình mã hóa giống như cái điều khiển này á, thì cái điều khiển này nó có thể nhận được cái module kia tiếp theo. Đấy, đấy là cái cách mã hóa các bạn nhé. Đây, cái dòng họ của cái nhà 22XX này, PT22XX này, 2262, 2272, 2264 này, nó là như thế. Đó. Rồi, bây giờ quét con chó này rát cả họng các bạn ạ. Chỗ này sẽ có cái chống sét cho chúng ta này. Đó. Và điện trở Nhật. Ok, trên cái module này nó sẽ có ký hiệu các bạn nhá. Ở dưới này này thì hoàn toàn bằng tiếng tàu khựa. Hoàn toàn bằng tiếng tàu khựa thì các bạn có thể là các bạn sẽ không đặt dịch được, nhưng mà nó người ta dán ở trên đây này. Có hai cái đường đầu vào đấy các bạn này. Đấy, hai cái đường đầu vào, hai đường đầu ra, ý ám chỉ là cái đầu này nó sẽ là điện đi vào và đầu ra. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là cấp nguồn và test cho bạn xem nhá. Đấy, bật nguồn. Hiện tại là các bạn sẽ thấy đèn nó sáng. Đấy. Và khi mà bấm điều khiển thì dơ le nó sẽ đá này. Các bạn nghe chưa? Như thế là các bạn đấu tải với đầu ra này là chạy được thôi. Đó. Nó trễ khoảng nửa giây các bạn nhé. Đấy, khi ví dụ mình bấm này nó không nhảy nhanh đâu. Nó không nhảy luôn đâu. Đấy. Đó, mà các bạn phải giữ. Giữ một nửa giây. Đấy. Cái này làm điện sân được các bạn. Các bạn lưu ý nhá. Cái dây anten này các bạn lấy cái băng dính đen các bạn bịt vào nhá. Đây là mình đang cắm vào năng lượng mặt điện điện trạm phát điện di động của mình á. Thì sờ vào không sao. Đấy. Chứ còn nếu mà cái này mà là điện lưới á, sờ vào nó giật cho ngày nhảy ngược lên đấy các bạn nhá. Bởi vì là trong đây nó hạ áp không cách ly đâu. Nó hạ áp trực tiếp các bạn ạ. Tức là hạ áp được trực tiếp thông qua cơ chế bốc áp từ 310V xuống 5V các bạn ạ. Rồi, bây giờ lấy tải vào, cắm thử nhá. Điện lấy từ ổ cắm đi vào cái hộp. Đây. Đấy. Điện từ cái hộp đi ra máy bơm. Còn lành chưa? Quá đơn giản đúng không? À. Đấy, ngon lành chưa các bạn ơi? Nói chung là 30A thì cái này, này nó tải thì quá nhẹ nhàng, dư sức rồi. Đó. Đây là có tải nước các bạn ơi. Máy bơm này kêu rú âm lên rồi. Máy bơm này thì bị hỏng hết rồi, nhưng mà thôi kệ. Nhà mình cái này bơm này mình chỉ dùng để quay video thôi, chứ không dùng để bơm nước, nên là cũng chả cần. Đấy. Giờ test độ xa bạn nhá. Thì cái bơm này nó đang hú như kiểu là con voi đưa cỏ châu Phi trưởng thành nhá. Nên là có thể là đi ra xa các bạn vẫn sẽ nghe thấy.
ok đi ra đây. Nói chung là xa khoảng 30 mét xem. Ra đây xem. Đấy. Ba cái con chó này toàn sủa trên kênh của mình thôi. Chả làm được cái việc gì. Suốt ngày chỉ có ăn với sủa. Kiểu bất tài vô dụng các bạn. Đó. Mấy con chó hay sủa trên kênh của mình nhá, toàn là cái loại bất tài vô dụng ấy. Đấy. Ok. Này, vẫn ngon các bạn ạ. Kiểu như là nó thấy chủ của nó thành công á, nên là đâm ra nó ghen ăn tức ở. À như lộn nhầm. Đấy. À. Ok chưa? Ngon lành chưa? Hả? À, kia có nhà kia đang buông diều bạn ạ. Đấy. Nhà đang buông diều bạn ạ. Này, test nha. Ra đây phải 30 mét rồi. Ngon lành chưa? Để đóng cây anten vào xem có chạy được không. Vẫn chạy ngon lành luôn các bạn. Đây kìa, kìa kìa. Đấy. Ngon lành luôn. Nói chung là cái sóng gió ép 315 này các bạn thiết kế đúng cái dải anten của nó, đúng cái chiều dài anten của nó, bắt sáng lắm các bạn. Đấy. Kiểu cái này á, rửa xe này. Trước kia mình cứ rửa xe ở chỗ này các bạn. Đấy. Thì rửa xe thì không thể bơm liên tục đúng không? Mỗi lần bơm xong là lại chạy ra rút công tắc này. Xong là lại rửa xong lại ra đóng công tắc lại là xịt. Rất là bất tiện không? Giờ có này ra đã đít quần. Đấy. Bật phát là chạy. Ok luôn. Cái này các bạn có thể dùng bật cho quạt trần hoặc là bình nóng lạnh hoặc là điều hòa gì, điện sáng, sân các thứ thì thoải mái luôn. Rồi, ok. Giá 199.000. Link các trong phần mô tả nhé. Anh em nào mua cho cần vào đó nha. Rồi, chào các bạn.